ký trên biên giới Việt Trung 1885-1887 Tác giả Dr. Paul Ness Sông Hồng Dịch 1999-2002 Để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước Tưởng nhớ tất cả những người Việt Nam vô danh đã bỏ mình trong cuộc phân định biên giới Việt Trung 1885-1887. Tưởng nhớ các chiến sĩ quốc gia đã hy sinh vì đại nghĩa của dân tộc. Kính dâng song thân, người đã cho con khối óc và trái tim Việt Nam. Nhật ký trên biên giới Việt Trung 1885, -1885 1887 được trình bày qua giọng đọc của Nam Giao tại nước Úc kể từ ngày mùng 4 tháng 6 năm 2014 và trong chương trình phát thanh Chuyện Dân Tôi số 372. Lời mở đầu Tác phẩm Nhật ký trên biên giới Việt Trung 1885-1887 Được viết bởi bác sĩ Paul Ness, Một bác sĩ hải quân Pháp Là một thành viên của Ủy ban phân định biên giới Việt Nam và Trung Hoa Trong những năm 1885-1887 Qua tác phẩm này Chúng ta nhận thấy có những điểm đặc biệt quan trọng về biên giới Việt Nam với Trung Hoa như sau. một Biên giới Việt Nam và Trung Hoa, Việt Trung thực ra đã được ký kết vào tháng 6 năm 1887 tại Bắc Kinh. Theo đó thì tình hình một số những vùng đất biên giới ấy như sau. Giai đoạn 1 A. À, mất 150 thước đất cách cửu Trung Hoa trên đường đi Đồng Đăng, chương 6, trang 23 B. Núi Mẫu Sơn bị khoanh vùng giao cho Trung Hoa, chương 8, trang 30. Giai đoạn 2, các cửa ải khác cũng theo phương thức lấy dòng suối cách cửa ải. Do đó, phía Việt Nam mất một số đất, chương 7, trang 27. Giai đoạn 3, không khảo sát được vùng biên giới Lào, Cay, Vân Nam vì thổ phỉ Trung Hoa phục kích giết chết hết thủy thủ đoàn của một chiếc tàu đi đầu, nên phái đoàn phải quay về lại Lào Cai. Bản đồ biên giới vùng này được thiết lập bằng sự so sánh hai bản đồ của Bắc Bộ và Trung Hoa. Một số tỉnh mường người Trung Hoa cho rằng của họ, nhưng sau vẫn là của Việt Nam. Chương 22, trang 59 Giai đoạn 4 A. À, sông Bắc Lam được coi là biên giới giữa Việt Nam và Trung Hoa. Xem bản đồ 67. B. Nội địa Việt Nam, vùng Vịnh Oanh Xuân và mũi Park Lung, rơi vào tay Trung Hoa. Chương 28, trang 125. C. Quần đảo Gô Tâu vẫn thuộc về Việt Nam. Chương 28, trang 125. D. Biên giới Việt Trung từ Cao Bằng đến Vân Nam được thiết lập bằng so sánh hai bản đồ của Bắc Bộ và Trung Hoa. Trong đó, không ai nói về thác bản dốc, chương 28, trang 124. 2. Đến đây, theo bác sĩ Polnes, thì việc phân định biên giới trên bộ coi như hoàn tất. 3. Những tài liệu liên quan đến biên giới Việt-Trung của xứ sở ta đều do người Pháp nắm giữ. Vì như chúng ta đã biết qua tác phẩm Nhật ký trên biên giới Việt Trung 1885-1887, một khi ủy ban phân định biên giới không khảo sát thì được hai bên sử dụng bản đồ để đối chiếu. Chương 28, trang 126. Ngoài ra, đã có một lần người Pháp đã lấy tài liệu về biên giới ta tại Hà Nội để giúp ích cho tiến hành khảo sát biên giới Lào Cai, chương 17, trang 59. 4. Như vậy, trước khi người Pháp đến xâm lăng đất nước ta, giữa Việt Nam, ngày ấy là An Nam, đã có một thỏa ước chung về biên giới với Trung Hoa. Điều này rõ rệt nhất là dân chúng bốn làng ở gần cổng Bo Chai đã đưa những chứng cứ về bốn làng này là thuộc An Nam cho Ủy ban Pháp xem nhờ phân giải. Chương 10, trang 41 Nhật ký trên biên giới Việt Trung là một tác phẩm được viết dưới dạng một nhật ký về chuyến phiêu lưu và nghiên cứu có tính khoa học của bác sĩ Polnays. Trong đó, ông cũng tỏ lộ những quan điểm chung thực nhân bản với người Việt Nam, mặc dầu đôi lúc cũng rất thực dân Tây. Khi người Pháp đến xâm lăng nước Việt Nam, thì chính là lúc họ bắt đầu hủy hoại mọi khả năng tự vệ của dân tộc Việt Nam, cho nên đất nước ta trở thành hoang sơ, vắng vẻ, cướp bóc khắp nơi. Tuy thế, chúng ta hãy xem tình yêu đất nước quê hương qua việc một người an nam trong Ủy ban Phân định Biên giới đã bị bệnh chết nhưng các bạn anh không muốn chôn anh trên đất Trung Hoa. Chương 11, trang 42. Hoặc hãy xem một phụ nữ thổ miền biên giới với lòng hiếu khách thử nấu món ăn xứ An Nam cho các ủy viên pháp ăn. Chương 10, trang 40. Từ những vùng biên cương xa xôi đó, người dân Việt Nam luôn một lòng hướng về nguồn gốc dân tộc mình. Tóm lại, Nhật ký trên biên giới Việt Trung 1885-1887 là một tác phẩm xứng đáng để mọi người Việt Nam đọc để từ đó có thể hiểu rõ hơn về biên giới giữa Việt Nam và Trung Hoa và hoàn cảnh xứ sở ta khi đó. sông Hồng, mùng 10 tháng 8, 2002. chương một sự thành lập ủy ban rời hà nội bằng tàu chiến đổ bộ tại chu Trong tháng 4 1885, Pháp và Trung Hoa nêu danh sách một ủy ban cho sự phân định các đường biên giới Bắc Bộ để áp dụng điều ba hiệp ước Thiên Chin ký kết vào ngày 9 tháng 6 năm 1885. Điều khoản này của hiệp ước được thành hình nhờ ba điều kiện sau. Trong vòng thời hạn 6 tháng sau khi ký kết hỏa ước hiện thời các ủy viên được chỉ định các bên thỏa ước cao cấp sẽ tiến hành tới các vùng đất để thám sát biên giới giữa trung hoa và bắc bộ họ sẽ đặt các dấu biên giới ở nơi nào cần thiết quyết định làm rõ đường phân định trong trường hợp họ không thể đồng ý trên vấn đề đặt các dấu biên giới hay trên các chuẩn định chi tiết mà có thể cần thiết đối với biên giới hiện nay của bắc bộ trong mối quan hệ chung của hai nước Họ sẽ đề cập vấn đề đến các chính phủ liên hệ. Để hoàn thành sứ mạng, chính phủ Pháp gửi các đại diện của ba bộ. Những bộ này là bộ ngoại giao, ông Boursier Saint-Chafré, Tổng công sứ, Chủ tịch đoàn đại biểu Pháp, ông Scherzer, công sứ tại Căng Tông và bác sĩ Nays, bác sĩ Hải quân và là nhà thám hiểm tại Đông Dương các ủy viên Bộ Chiến tranh Trung tá Tisser và cho Bộ Hải quân Đại úy Buine, một thư ký cho phòng thủ tướng tại Porset, ông Delena được theo phái đoàn như là thư ký cho ông chủ tịch. Kế tiếp sau đó, chúng ta sẽ thấy trong suốt hai năm của chuyến du hành, các nhân viên của ủy ban đã chịu đựng những sự thay đổi đáng kể. Hãy để chúng tôi nói ngay rằng, ngay từ lúc đến Đông Dương, ông Palu de la Barrière đã rời ủy ban và không đảm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong công việc của nó. Vì các ông Scherzer và Tisser đã từng ở Viễn Đông, những thành viên khác đã rời Marseille cùng nhau vào ngày 20 tháng 9 năm 1885 và đến Hà Nội vào mùng 1 tháng 11. Tại đây, Họ đã được tiếp đón rất lịch sự bởi tướng Đờ Quốc Si và các viên chỉ huy tham mưu của ông Đại tá Tít Xe đã ở Hà Nội và ông Sạc Xe đã tới đó vài hôm. Ủy ban hiện nay đã đầy đủ và chỉ còn việc tiến hành đi lên biên giới. Các ủy viên phía Trung Hoa đã gửi lời rằng họ đang chờ đợi tại Long Châu một thành phố Trung Hoa tọa lạc tại các vùng biên giới ở tỉnh Công Si, không xa lạng sơn lắm, phái đoàn đại biểu Pháp để khởi hành và cùng nhập đoàn chúng tôi tại biên giới. Rồi thay, Lạng Sơn đã bị di tản kể từ khi cuộc triệt thoái của Đại tá Erprenscher đã chưa được tái chiếm lại. Ý định của tướng De Quốc Si là phải hoàn toàn bình định khu vực tam giác châu thổ và ít nhất trong lúc này quên đi vấn đề biên giới và ngay cả vùng thượng du Bắc Bộ. Đối với tất cả những ai biết rõ về Bắc Bộ, quan điểm này kết hợp trong nền hành tránh cũng như trong quân đội có vẻ là một cái nhìn sai lầm trước các sự kiện. Sự bình định khu vực tam giác châu thổ có vẻ không thể thực hiện được nếu người ta bỏ cho các băng đảng không chính quy phần lớn hơn của lãnh thổ mà như mọi người biết, dầu có màu mỡ về phía Bắc, gần Lạng Sơn và Cao Bằng. Cũng như nếu người ta quan niệm Bắc Bộ là con đường thương mại để xuyên qua Trung Hoa, nó sẽ cần thiết để bảo toàn các con đường dẫn đến đấy. Cuối cùng, chúng tôi mắc nợ điều ấy với Trung Hoa. Họ đã gửi một ủy ban phân định biên giới đến biên giới chúng tôi để thực hiện điều 3 của Hiệp định Tianxin. Mặc dù với tất cả lý do này, chỉ còn một khó khăn duy nhất mà ông saint Chaffray đã cố gắng vượt qua những sự lưỡng lự về viên tổng tham mưu và không đầy năm tuần lễ chờ đợi ở Hà Nội. Phái đoàn đại biểu Pháp đã có thể lên đường gia nhập đoàn đại biểu Trung Hoa. Để tới Lạng Sơn, điểm mà chúng tôi có thể dễ dàng với tới được với các đồng nghiệp chúng tôi ở Long Châu. Tướng Wanet, tham mưu trưởng chọn một con đường mà tướng Nekriye di chuyển vào tháng 2. Tại Chu, trên sông Lục Nam, chúng tôi hợp đoàn với Toán Hộ Tống tổ chức bởi Tổng Tham Mưu và dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Xavier và tìm ở đó các tiếp liệu và các phu khuân vác cần thiết cho Toán quân này. Ngày mùng 10 tháng 12 vào buổi sáng, chúng tôi cuối cùng bước xuống hai tàu chiến Le Moulin, và le jacquin chúng sẽ chở tôi đến lam bến cảng của chu nhiều bạn đã đến tiễn chúng tôi ra đi mọi người không ai biết khi nào toán quân nhỏ chúng tôi sẽ đến biên giới mà không gặp khó khăn nhưng chúng tôi có tinh thần cao và chúng tôi vui mừng bỏ lại sự thụ động bắt buộc trong đó chúng tôi tìm thấy chính chúng tôi tại hà nội sau khi sợ rằng chúng tôi sẽ phải từ chối bất cứ cố gắng nào để làm tròn phận sự được chính phủ giao phó tại hà nội hai sĩ quan địa hình các trung úy Nê và bohin đã tham dự cùng ủy ban cũng có những thông dịch viên đi theo những người văn thư và các phục dịch cũng có một số nhỏ ngựa con thuộc bắc bộ khéo léo dũng mãnh và không khó nuôi và 300 phu khuân vác chuyên đảm trách những tiếp liệu cá nhân của ủy ban được phân chia giữa bốn chiếc tàu buồm chở đầy gạo và đi kèm theo mỗi bên những tàu chiến nhỏ. Những tàu chiến nhỏ hiếm khi di chuyển sau lúc hoàng hôn bởi vì các bờ sông cát sẽ ngăn chặn tất cả sông ngòi tại Bắc Bộ. Nhưng đặc biệt vì thuyền trưởng thấy mình là một sĩ quan duy nhất trên tàu, luôn luôn làm nhiệm vụ và không thể nào tiếp tục một ngày đêm làm việc khó khăn mà không nghỉ ngơi chúng tôi đã thu xếp chỗ nghỉ ấm cúng tại cầu tàu của hai chiếc tàu chiến nhỏ như thế trở rất nặng nề vào buổi chiều chúng tôi dựng lên những giường giã chiến kế bên nhau những chiếc mùng trắng lớn chỉ vừa bảo vệ chúng tôi khỏi những đám mây mũi che phủ sông hồng làm cho cây cầu của chiếc mula có cây vẻ của một khu nội trú. Ngày hôm sau, chúng tôi đậu tàu tại nơi đối diện Hải Dương và vào ngày thứ 12, sau khi vượt qua trước trạm gác Seven Pagoda và sông Tương, chúng tôi đi vào sông Lộc Nam, một dòng sông quyến rũ, nhỏ, với đầy cây cối dọc hai bên bờ, làm cho nó nguy hiểm khi di chuyển. Vài ngày trước đây, chiếc tàu chiến nhỏ Le Henry Riviere đã va vào một trong những tảng đá này và chúng tôi nhìn thấy nó mắc cạn trên bờ cát đang chờ nước sông lên để thả nổi lại. Những dòng sông chảy nhanh và các tàu buồm chở đầy gạo mà chúng tôi đang kéo theo thường xuyên bị đe dọa, bị mắc cạn mặc dù chúng tôi chỉ đi với một tốc độ rất khiêm nhường. Một làn gió nhẹ đến làm phức tạp tình huống. Chiếc thuyền bị đưa ra trước gió, đã bị đẩy phân nửa và chìm ngay xuống đáy sông trước khi chúng tôi kịp lôi nó lên bờ. Những phu khuân vác đã tự cứu mình rất dễ dàng và sự mất mát gạo không quan trọng mấy đối với chúng tôi. Vào xế trưa, chúng tôi dừng lại tại trạm lam nơi chuyến thủy trình của chúng tôi chấm dứt. Trạm này và trạm chu chỉ cách nhau bảy cây số, đã chịu đựng bệnh tiêu chảy nặng nề trong chiến dịch vừa qua. Vẫn còn có những trường hợp và việc tập trung binh sĩ và các phu khuân vác mà chúng tôi mang theo làm cho chúng tôi sợ sẽ bùng lên một vụ lây lan. Vì thế, Chúng tôi quyết định đi qua khu những vùng lân cận bệnh này một cách nhanh chóng càng tốt. Nhật ký trên biên giới Việt Trung, 1885. 1887 của Dr. Polnes, Sông Hồng Dịch, chương 2, Chu, Đông Sông, Thanh Mòi, Tái Chiếm Lạng Sơn, tiếp theo kỳ trước. Thiếu tá Xavier đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chuyển quân ngay lập tức đến Lạng Sơn. Ông tiếp đón chúng tôi tại Lam và khi ngựa của chúng tôi và hành lý của chúng tôi lên bờ, chúng tôi đi đến Trạm ở Chu để nghỉ qua đêm ở đó. Đoàn quân được tập trung tại đây, cắm lều trại quanh đồn. Nó gồm có một đại đội của trung đoàn 23, hai đại đội bộ binh Bắc Bộ một trung đội pháo và 30 lính kỵ phi châu, toán sau này tạo thành một đoàn hộ tống riêng cho ủy ban. Cảnh tượng ở Chu là một cảnh tượng đẹp mắt nhất suốt đêm. Đoàn quân bình thường trú dọc trên những con đường, hoàn toàn nằm gọn trong 1.200 hay 1.500 phu khuân vác hành lý và tiếp tế cho cả đoàn những phu khuân phác này, mỗi người được ban hành tránh phân phát cho một chiếc áo lá dừa và một len đỏ để che mưa, đang tán chuyện và cười nói suốt đêm thay vì nghỉ ngủ. Họ có vẻ chấp nhận công việc gian nan này với tinh thần cao. Tuy nhiên, người ta không nên quá tự tin về điều này. Và mặc dù dòm ngó kỹ lưỡng, khoảng 30 người đã đào ngũ vào lúc khởi hành Làng Chu nằm trong giới hạn Của những vùng màu mỡ Xa hơn nữa Về phía đông sông Cả xứ đều hoang vắng Đó là vùng mà người An Nam gọi là Xứ của đói và chết Mặc dù tình hình khó khăn của khu vực Dân cư bắt đầu cung cấp cho trà ở Chu Gia cầm, trứng và rau quả Chúng tôi ở đó 24 giờ để tổ chức đoàn quân cho hợp lý hơn. Chúng tôi bỏ lại phần lương thực, chỉ mang tiếp liệu trong một tháng mà thôi. Việc này tạo thành một đoàn tiếp tế đáng kể, bởi vì chúng tôi đã phải mang theo tất cả mọi thứ với chúng tôi và chúng tôi dự đoán rằng chúng tôi sẽ thường phải tiếp đãi các đồng nghiệp Trung Hoa của chúng tôi. Vào ngày 14 tháng 12, chúng tôi phải khởi hành. Trên đường đi Phô Cam, dọc theo đường, chúng tôi chỉ thấy một số nhà tranh bị thiêu rụi và các dấu vết của trại quân. Những đồng lúa nằm trơ trụi trong năm sáu năm qua. Tuy nhiên, đó không là vùng màu mỡ. Trước kia, nó được canh tác. Chính cuộc chiến và cướp bóc đã tàn phá khu vực Bắc Bộ này. Sau khi qua một đồn nhỏ ở Pho Cam mà chúng tôi đã rời vào ngày thứ 15 vào buổi sáng, vùng đất có nhiều cây rừng và ngoạn mục. Con đường băng ngang nhiều khe lạch khô cạn và cuộc di chuyển của toán quân trở nên khó khăn cho các phu khuân vác. Vì thế, cuộc đào ngũ tiếp diễn và một số phu đã chết trên đường vì tiêu chảy hoặc vì chứng bệnh khó nói mà trong các đoàn quân ở bắc bộ báo cáo quá nhiều nạn nhân trong các chiến binh của chúng ta và đặc biệt trong số phu khuân vác đối với bệnh đó tôi có thể nêu tên là làm việc quá sức chịu đựng một cái đồn nhỏ đã bị bỏ hoang gọi là trại những con cọp nhìn suốt con đường và bảo đảm sự thông tin với Đông Song, nơi chúng tôi đã tới vào khi chiều. Vị trí này đã trải qua một trong những trường hợp mất vệ sinh nhất ở Bắc Bộ và làm sao mà tránh khỏi được. Đánh nhau đã xảy ra vài tháng cách đây. Nhiều xác chết của người Tàu bị giết bởi đoàn quân dũng cảm của tướng Negrie và đặc biệt xác của phu khuân vác ngựa và la đã kiệt sức trong cuộc di chuyển khó khăn này đã chỉ được chôn vùi sơ sài lúc nào người ta cũng hít thở mắc chết và điều đó cũng chẳng ngạc nhiên rằng toán quân chú phòng tại đông sơn là một trong những toán quân được đặt trong thử thách nhất ngày mười sáu chúng tôi ra đi sớm vào buổi sáng. Cuộc đi trong ngày sẽ rất gian nan. Chúng tôi đã phải vượt qua ngọn đèo cao trên một lối đi gồ ghề. Từ đó lại đi vào thung lũng sông Thương, nơi mà chúng tôi vào khu Thanh Môi. Đây là một dòng nước thác lũ chảy dưới chân núi đá vôi cao, một bức tường thực sự không vượt qua được chạy dài từ phía tây nam sang đông bắc đằng sau khối khổng lồ ấy phục vụ như bờ lũy bảo vệ tên cướp cai kinh người có nhiều băng nhóm dưới sự chỉ huy của mình chiếm đóng một vùng thôn quê và đã tạo cho cai kinh chúa tể một vùng toán quân nhỏ trú đóng ở thanh moi phải được tăng cường trong cuộc hành quân phân định. Quyền tham mưu trưởng tướng Watnet, đại tá Greta, người đã nắm quyền chỉ huy tất cả nguồn tiếp tế quan trọng của đoàn quân, phải ở lại đây trong suốt thời gian mà chúng tôi phải lưu lại trong những vùng này. Trung đội pháo binh và đại đội của Trung đoàn 23, chỉ huy bởi đại úy Shinyu, cũng ở lại thanh moi trong sự luyến tiếc vì tất cả muốn tham dự vào lực lượng tái chiếm lạng sơn. Chúng tôi biết rõ rằng các đơn vị chính quy Trung Hoa sẽ di tản khỏi thành phố không khó khăn gì. Nhưng chúng tôi không biết liệu một số băng đảng của Cai Kinh sẽ kháng cự hay không. Thanh Moi chỉ vừa được tái chiếm trong vài tuần lễ và những cư dân tự tin đang bắt đầu tụ họp quanh một pháo đài nhỏ của chúng tôi để xây dựng lại nhà tranh của họ và mang từ đáy hang động của khối đất đá khổng lồ đồng nai lên nơi mà họ đã giấu chúng nào heo gà vịt thuốc lá và gạo đem ra chợ bức tường đá vôi khổng lồ dưới chân nó là dòng sông thương chảy, gồm một tảng đá với một dáng vẻ đặc biệt mà người ta tìm thấy đây đó khắp vùng Bắc Bộ. Và cũng vẻ đặc biệt này, các đảo của Vịnh Hạ Long là những thí dụ nổi tiếng nhất. Cả khối khổng lồ lầm chởm những hang động thiên nhiên, rất nhiều và sâu, đã là những nơi trú ẩn của cư dân nhưng thường nhất là nơi trú ẩn của bọn cướp từ thanh moi chúng tôi vào vùng chưa biết đến chúng tôi không biết việc gì sẽ xảy ra và vì thế chúng tôi tuân hành nghiêm nhặt các lệnh tiến quân các kỵ mã đi đều bước theo nhịp tiến quân của bộ binh với các con ngựa bắc bộ thiếu kiên nhẫn sống động và nhỏ con trên các lối đi trên núi mà đây gọi là con đường cái quan từ huế đi bắc kinh sự tiến quân chậm chạp và kỷ luật này thì vừa cẩn trọng vừa khó khăn tuy nhiên chẳng có sự cố gì xảy ra khoảng cách từ lạng sơn quá xa không thể đi liền một mạch và hơn nữa chúng tôi không nên đến đó vào đêm. Bởi thế, thiếu tá Xavier cho lệnh chú quân trong một đồng lúa không khô giáo lắm dưới chân đỉnh cắt. Đỉnh này tạo thành đường phân thủy giữa phía Bắc Bộ và Trung Quốc. Mọi người đều dựng lều trại nghỉ ngơi. Đêm ở đây rất lạnh. Vào buổi sáng, hàn thử biểu cho thấy 13 độ và chúng tôi không quen với nhiệt độ rất thấp này. Từ ban ngày khi chúng tôi trên đường di chuyển nhưng không phải là không có một xúc cảm nào đó. Đây là giai đoạn cuối cùng trước khi đến Lạng Sơn. Đường đi khó khăn vì đỉnh núi cắt không phải là đoạn đường dễ dàng. Có thể chúng tôi bị tấn công nhưng chúng tôi tự tin đêm nay lạng sơn sẽ được tái chiếm và mọi người đi vui vẻ chẳng riêng gì các phu khuân vác những người cảm thấy họ đang cạn hết sức có vẻ đi bộ với tinh thần phấn khởi hơn dọc theo con đường chúng tôi vẫn tìm thấy những cột trụ bị ngã nhào và các đường dây điện tín bị gián đoạn mà quân đội chúng tôi đã thiết lập đến Lạng Sơn. Vào giờ ngọ, chúng tôi dừng lại nghỉ chân. Chúng tôi dựng lên chỗ trú ẩn tránh nắng trong vùng cỏ cao để ăn trưa. Và trong thời gian này, đại úy Gache dẫn đầu trong đội kỵ binh phi châu tiếp tục đi lên Lạng Sơn mà ông ta đã thấy bị bỏ hoang và cư dân của nó những người còn ở trong nhà đến tiếp đón họ. Lúc 4 giờ chiều, chúng tôi tiến vào giữa pháo đài trên các ngọn đồi khống chế thành phố ở phía sườn tây nam và chúng tôi đã quan sát cảnh tượng huy hoàng mà vùng đồng bằng Lạng Sơn đã đem lại dưới mắt chúng tôi cảnh tượng đầu tiên là thành phố gồm có như tất cả thành phố người an nam một khu có pháo đài xây quanh hay thành phố chính và chợ nằm vòng ngoài trong đó những gì mua bán sinh sống thành phố có pháo đài vây quanh đó không còn những tường thành lớn nữa những nhà kho lúa và những ngôi chùa bị cháy rụi và tang hoang tuy nhiên trên chỗ trú ẩn một ngọn đồi nhỏ xinh xắn bao phủ bởi những cây thông một ngôi chùa và nhiều nấm mộ vây quanh dường như đã thoát khỏi cơn khủng hoảng tan tác bên kia thành phố là dòng sông kỳ cùng lượn quanh uốn khúc đây là những xuồng nhỏ đang di chuyển bên kia dòng sông là những khu phố nhỏ kỳ lừa của người trung hoa xây dựng chắc chắn bằng gạch khống chế bởi hai pháo đài mà giữa nơi đó viên tướng chiến thắng de negrier đã rủi ro bị một viên đạn trúng chân vào ngày 28 tháng 3. Về phía trái hay phải là vùng đồng bằng trải dài màu mỡ và được canh tác. Giải sát là những khối đá vôi lớn có hình dáng bất thường. Vì xưa kia, chúng là các đảo, biển đã ăn mòn các chân đảo. Vì thế, nhiều đảo đã có hình dáng chiếc nấm rất nhiều làng mạc và nhiều dân cư dọc theo sông kỳ cùng gần như không còn một cây cao, cây dừa cây chuối tạo cho khung cảnh nơi đây hoàn toàn khác với vùng châu thổ sông hồng lúc năm giờ chiều chúng tôi chào cờ pháp được treo trên cổng bắc của thành phố và chúng tôi sẽ đồn trú một trong những căn nhà trong chợ. Chúng tôi lập tức đi xem cổ thành bị tàn phá và các sĩ quan dẫn chúng tôi đến vị trí nơi trung úy trẻ Brossang, sĩ quan trực thuộc tướng Priya de Lille, người đã ngã gục vì vết thương của một viên đạn bên cạnh vị tướng của ông khi Lạng Sơn được chiếm lại được mai táng những bạn của ông đã xây cho ông một ngôi mộ mà chúng tôi đã nhìn thấy khi chúng tôi trở lại thành phố này và sau đó chúng tôi có vẽ lại dựa trên một trong những bức ảnh của chúng tôi buổi chiều đó một viên sĩ quan trung hoa đến gặp báo cáo cho chúng tôi biết rằng các ủy viên Trung Hoa đã đến Long Chiêu và họ đang tiến đến cổng Trung Hoa. Ngày hôm sau, Thiếu tá Xavier vượt qua sông Kỳ Cùng với một đoàn đơn vị nhỏ thám báo và một số nhỏ các đơn vị chính quy Trung Hoa đồn trú trong chợ Kỳ Lừa đã triệt thoái trong hòa bình khi chúng tôi vừa đến